On to Lamy, who is into the box, has tested the goal, and then Kane with the next one. Here's Kane! The golden boy in the golden boots! Through to Musiala, still had work to do, little bit of good fortune with the finish. But the secure San Marino, their first ever competitive victory. Italy's 3-1 victory over France was overshadowed by a worrying injury to Arsenal defender Ricardo Pellegrini. Cuối cùng thì tuyển Ý của tôi cũng đã chơi một trận đấu ra trò rồi. Azzurri giờ đây mới cho thấy những đường nét dưới thời của Spalletti. Hãy nhìn pha phối hợp giữa Tonali và Di Marco mà xem, nó có ở đẳng cấp thế giới không chứ? Và nếu không có Nations League thì có lẽ mọi sự thử nghiệm của tuyển Ý chỉ nằm trên bàn giấy mà thôi. Sau giai đoạn khó khăn vắng mặt tại World Cup 2022, tuyển Ý đang có những bước tiến mạnh mẽ trở lại trên đấu trường quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luciano Spalletti, đội bóng đang dần lấy lại sự tự tin và ổn định. Chiến thắng 2-1 trước Israel là minh chứng rõ ràng cho sự thăng hoa của đội bóng này. Trong trận đấu đó, Davide Fratesi và Moiskin đã tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng. Đây là dấu hiệu tích cực về khả năng tấn công của Ý, đặc biệt là khi họ vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự. Sandro Tonali cũng đã trở lại sau chấn thương và thể hiện một màn trình diễn ấn tượng, giúp đội tuyển kiểm soát thế trận một cách hiệu quả. Sự có mặt của Tonali là một yếu tố quan trọng trong việc ổn định tuyến giữa, nơi anh không chỉ điều phối tấn công mà còn hỗ trợ đắc lực cho hàng thủ. Ý đang trong quá trình chuyển giao giữa thế hệ cũ và mới, nhưng với sự trở lại của các trụ cột và lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, họ hoàn toàn có khả năng tạo ra sự bùng nổ tới các giải đấu lớn sắp tới. Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện lối chơi kiểm soát bóng đầy kỹ thuật, một bản sắc không thể nhầm lẫn của đội tuyển này. Sau chiến thắng 4-1 trước Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đã chứng minh rằng họ vẫn là một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại Nations League. Một trong những điểm sáng của đội tuyển Tây Ban Nha chính là sự xuất hiện của những ngôi sao như Lamine Yamal và Ferran Torres. Trong trận đấu với Thụy Sĩ, Yamal không chỉ kiến tạo bàn mở tỷ số mà còn tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm khác. Anh là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ kế thừa thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha. Ferran Torres sau thời gian gặp khó khăn ở câu lạc bộ cũng đã tìm lại phong độ khi đóng góp vào hai bàn thắng quan trọng để giúp Tây Ban Nha ấn định chiến thắng. Mặc dù phải chơi thiếu người từ sớm do thẻ đỏ của Robin Lenormand, Tây Ban Nha vẫn giữ được tinh thần và không bị mất kiểm soát trận đấu. Khả năng phòng ngự kiên cường và tận dụng tốt các cơ hội phản công là những yếu tố giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục. Tây Ban Nha hiện tại là sự kết hợp hoàn hảo giữa các thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đầy triển vọng. Lối chơi của họ không chỉ đẹp mắt mà còn đầy hiệu quả. Điều này khiến họ trở thành một ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu lớn. Đội tuyển Đức đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Julian Nagelsmann, họ đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Đức đã có một chiến thắng đậm 5-0 trước Hungary, tiếp nối bằng trận hòa kịch tính 2-2 trước Hà Lan. Trong trận đấu với Hungary, Kai Havertz đã tỏa sáng với một bàn thắng và hai pha kiến tạo. Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi tấn công của Đức. Bên cạnh những cái tên như Jamal Musiala và Florian Wirtz, cả Musiala và Wirtz đều là những tài năng trẻ xuất sắc với khả năng đi bóng và dứt điểm sắc bén. Một điểm sáng khác là sự chắc chắn trong phòng ngự của Đức. Joshua Kimmich đã chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đồng thời hỗ trợ tích cực cho hàng thủ. Dù gặp phải áp lực lớn từ đối thủ, tuyển Đức vẫn duy trì được sự ổn định và không để mất thế trận. Đức đang xây dựng lại đội hình với một lối chơi tấn công đa dạng và linh hoạt. Họ sở hữu những tài năng trẻ xuất sắc, đồng thời giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Với sự kết hợp này, Đức có tiềm năng rất lớn để đạt được những thành công trong tương lai gần. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ronald Koeman, tuyển Hà Lan đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Trận hòa 2-2 với Đức cho thấy Hà Lan có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu Âu. Trong trận đấu này, Ryan Gravenberch và Denzel Dumfries là những cầu thủ nổi bật. Dumfries không chỉ ghi bàn gỡ hòa mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho đồng đội. Lối chơi của Hà Lan dựa vào tốc độ và sự linh hoạt của cầu thủ trẻ như Brian Brobbey và Xavi Simon, những người đang dần khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Điểm mạnh của Hà Lan là sự cân bằng giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk và các tài năng trẻ. Điều này tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo, giúp Hà Lan duy trì được sức ép và kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Dưới thời Koeman, Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ với lối chơi tấn công nhanh và trực diện. Sự phát triển của các tài năng trẻ hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này vươn lên cạnh tranh song phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Âu trong tương lai gần. Cả Ý, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan đều đang chứng tỏ sự tiến bộ và phát triển mạnh mẽ tại Nations League 2024-2025. Mỗi đội đều có những cá nhân xuất sắc và chiến thuật linh hoạt,
giúp họ trở thành những ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu lớn. Điều đáng chú ý là sự kết hợp hài hòa giữa các thủ trẻ và các ngôi sao kỳ cựu. Điều này tạo nên sự ổn định và sức mạnh toàn diện cho cả bốn đội tuyển. Chắc chắn họ sẽ là những cái tên đáng chú ý trong những giải đấu sắp tới. Trong khi đó, tuyển Pháp đã có một màn thể hiện vẫn còn khó khiến cho các khán giả của họ hài lòng thực sự. Pháp đã thắng Bỉ trong ngày mà Mbappe sắm vai kép phụ và mọi chỉ trích từ người hâm mộ tuyển Pháp nhắm thẳng vào Kylian Mbappe, đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên. Kylian Mbappe đã có một ngày thi đấu đáng quên khi Pháp thất bại 1-3 trước Italia tại Nations League. Dù được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, Mbappe lại thể hiện phong độ mờ nhạt và không ghi bàn hay là kiến tạo. Anh chỉ có một cú dứt điểm bị thủ môn Italia cản phá trong hiệp 1. Pháp mở tỷ số sớm nhưng mắc nhiều sai lầm và cuối cùng thua ngược. Các ngôi sao tấn công khác như Dembele, Griezmann và Olise cũng không tạo ra được sự khác biệt. Mbappe chơi vị trí tiền đạo cắm nhưng chưa thích nghi tốt với vai trò này. Điều mà anh cũng đang làm quen ở Real Madrid dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ancelotti. Năm 2024 chứng kiến phong độ kém của Mbappe với chỉ 2 bàn thắng cho đội tuyển Pháp và một pha lập công duy nhất tại Euro 2024 từ chấm phạt đền. Đây là một sự thất vọng lớn không chỉ vì phong độ hiện tại mà còn vì anh chưa duy trì được sự ổn định trong cả màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Chiến thắng trước Pháp cũng giúp Italia có lần đầu tiên từ năm 1954 đánh bại Les Bleus ngay trên sân khách. Dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley, đội tuyển Anh đã có một đợt tập trung nhiều điểm sáng, với một số người được hưởng lợi và những người khác có nguy cơ mất chỗ. Trước hết, Harry Kane là cái tên nổi bật nhất khi anh ăn mừng trận đấu thứ 100 của mình bằng cú đúp, giúp anh giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan. Kane không chỉ chứng minh anh vẫn còn rất nhiều đóng góp sau màn trình diễn đáng quên tại kỳ Euro vừa qua, mà còn cho thấy vai trò thủ lĩnh không thể thay thế. Được vinh danh trước trận đấu với chiếc giày vàng, Kane đã cho thấy đẳng cấp của mình khi liên tục tạo ra áp lực và ghi bàn, góp phần quan trọng trong chiến thắng của đội nhà. Bên cạnh đó, Trent Alexander-Arnold cũng là một trong những người chiến thắng lớn trong đợt tập trung này. Sau nhiều thời gian gặp khó khăn dưới thời Gareth Southgate, Trent cuối cùng cũng đã chứng tỏ được giá trị của mình ở vị trí hậu vệ phải. Anh không chỉ đóng góp vào các bàn thắng mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với những đường chuyền sắc bén. Màn trình diễn này giúp Trent có thể củng cố vị trí của mình trong đội hình tương lai của đội tuyển. Đặc biệt khi huấn luyện viên Lee Carsley có xu hướng xây dựng lối chơi dựa trên sự sáng tạo và tấn công mạnh mẽ từ cầu thủ phòng ngự. Cũng không thể bỏ qua sự tỏa sáng của Anthony Gordon, cầu thủ trẻ này đã thể hiện cực kỳ ấn tượng ở cánh trái, một vị trí mà trước đó Phil Foden không thực sự tỏa sáng trong kỳ Euro. Với sự xông xáo và sáng tạo, Gordon đã mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội tuyển Anh và hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn ưu tiên trong các đợt triệu tập tiếp theo. Bên cạnh đó, Angel Gomez cũng là một phát hiện thú vị khi anh hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân, giúp anh kiểm soát tốt trận đấu với sự hợp tác cùng Declan Rice. Gomez đang dần khẳng định mình là câu trả lời cho vấn đề kiểm soát bóng lâu nay của đội tuyển. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn trong đợt tập trung này. Kyle Walker là một trong những cái tên vắng mặt và có nguy cơ mất vị trí. Với màn trình diễn xuất sắc của Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker có thể khó khăn trong việc giành lại chỗ đứng của mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của Rico Lewis, một cầu thủ trẻ đang nổi lên mạnh mẽ tại Man City, cũng khiến Kyle Walker gặp thêm thách thức. Phil Foden cũng có lý do để lo ngại khi Anthony Gordon chơi quá tốt ở vị trí mà anh từng đảm nhiệm, khiến Foden có thể mất vị trí xuất phát. Nhìn chung, đợt tập trung này dưới thời Lee Carsley mang đến nhiều hy vọng mới cho đội tuyển Anh, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt cho những cầu thủ vốn đã quen thuộc với vị trí của mình. Những gương mặt mới như là Trent, Gomez và Gordon đã khiến cuộc đua giành suất chính thức trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Trong trận đấu trước đó, Lee Carsley đã đưa một số ý tưởng mới vào đội tuyển Anh, thể hiện rõ qua chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Ireland trong trận ra quân tại Nations League 2024. Với chiến thuật sáng tạo và linh hoạt, Lee Carsley đã làm thay đổi bộ mặt của Tam Sư, trái ngược hoàn toàn với sự cứng nhắc dưới thời Gareth Southgate. Một trong những điểm nổi bật nhất là quyết định để Trent Alexander-Arnold trở lại vị trí hậu vệ phải, dù trước đó bị nghi ngờ về khả năng phòng ngự. Lee Carsley với tầm nhìn hiện đại đã khai thác tối đa khả năng chuyền bóng và tạo cơ hội của Alexander-Arnold, góp phần vào bàn thắng mở tỷ số của Declan Rice. Đặc biệt, Carsley đã có những thay đổi chiến thuật đột phá khi sử dụng Jack Grealish ở vị trí số 10, giúp cầu thủ này phát huy hết khả năng sáng tạo và kiểm soát bóng. Sự thay đổi này không chỉ giúp Grealish ghi bàn ấn định tỷ số mà còn nâng cao chất lượng tấn công của đội. Carsley cũng làm nổi bật những tài năng trẻ như Kobbie Mainoo và Anthony Gordon, tạo ra sự tươi mới và năng lượng cho đội tuyển. Lối chơi của Carsley chú trọng vào việc kiểm soát bóng và khai thác không gian với những pha ban bật nhanh chóng. Sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình, chẳng hạn như việc Levi Colwill chơi vị trí hậu vệ trái và sự di chuyển vào trung lộ của Alexander-Arnold, giúp đội tuyển Anh dễ dàng chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Mặc dù chiến thắng trước Cộng hòa Ireland không phải là một thử thách lớn, nhưng nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Anh dưới tay của Lee Carsley.
Việc ông không tuân thủ các quy tắc truyền thống và tập trung vào sự sáng tạo và hiệu quả có thể là dấu hiệu của một cuộc cách mạng trong đội hình của Tam Sư. Khi theo dõi các giải đấu bóng đá quốc tế, không phải lúc nào chúng ta cũng chú ý đến những điểm nhấn nhỏ nhưng quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Trong khi sự chú ý thường tập trung vào những trận đấu lớn và các ngôi sao sáng giá, nhiều câu chuyện thú vị lại diễn ra âm thầm nhưng không kém phần hấp dẫn. Từ những chiến thắng lịch sử của các đội tuyển ít được chú ý đến những chấn thương đáng tiếc của các cầu thủ chủ chốt và những thay đổi chiến thuật đầy bất ngờ từ các huấn luyện viên mới, mỗi sự kiện dù nhỏ hay lớn đều góp phần tạo nên bức tranh phong phú của bóng đá quốc tế. Hãy cùng khám phá những câu chuyện này để thấy được những điều thú vị và bất ngờ mà bạn có thể đã bỏ lỡ, từ sự trở lại đầy cảm hứng của cầu thủ đến những màn trình diễn ấn tượng và những thách thức mà các đội tuyển đang phải đối mặt. San Marino vừa gây chấn động làm bóng đá khi giành chiến thắng đầu tiên sau 20 năm, đánh bại Liechtenstein 1-0 tại UEFA Nations League vào ngày 5 tháng 9. Đây là một dấu ấn lịch sử bởi đội bóng lót đường này vốn nổi tiếng với chuỗi thất bại triền miên. Nico Sensoli, cầu thủ 19 tuổi ghi bàn thắng duy nhất khiến cả châu Âu phải ngỡ ngàng. Trong khi đó, Arsenal đang đối mặt với một cơn khủng hoảng lớn khi Martin Odegaard dính chân thương mắt cá trong trận đấu giữa Na Uy và Áo. Điều này khiến huấn luyện viên Mikel Arteta đau đầu, nhất là khi đội bóng đã thiếu vắng Declan Rice và Mikel Merino. Chấn thương của Odegaard là một tổn thất lớn, đặc biệt khi Arsenal đang phải chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tồi tệ cho Arsenal, bởi trung vệ Ricardo Calafiori chỉ gặp phải chấn thương nhẹ trong trận đấu giữa Ý và Pháp. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Calafiori sẽ trở lại London để kiểm tra thêm. Nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng, đây là tin vui cho Arsenal trong bối cảnh đội hình của họ đang gặp nhiều tổn thất. Còn ở Man City, lo lắng gia tăng khi hậu vệ Nathan Ake dính chấn thương nặng trong trận Hà Lan gặp Đức. Hình ảnh Ake phải rời sân bằng cáng đã khiến người hâm mộ và huấn luyện viên Koeman không khỏi lo ngại. Chấn thương cơ của Ake theo nhận định ban đầu có thể khiến Man City mất đi cầu thủ quan trọng khi lịch thi đấu đang rất dày đặc. Ở một diễn biến khác, Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu thứ 100 của mình cho đội tuyển Anh, ghi cú đúp giúp Tam Sư giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan. Đây là cột mốc quan trọng với Kane khi anh trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử đội tuyển Anh chạm mốc 100 trận. Sự xuất sắc của Kane đã giúp đội bóng Anh củng cố vị trí vững chắc trong hành trình chinh phục Nations League. Bên cạnh đó, Trent Alexander-Arnold cũng tìm lại được phong độ, tỏa sáng trong vai trò mới dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley. Trong chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, Trent đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội tuyển, mang lại niềm hy vọng mới cho Tam Sư cũng như đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh sau thời gian khó khăn tại Liverpool. Cuối cùng, không thể không nhắc đến sự trở lại ấn tượng của Sandro Tonali sau 10 tháng nghỉ chấn thương. Tiền vệ này đã chơi trọn 90 phút trong chiến thắng 2-1 của tuyển Ý trước Israel, cho thấy sự mạnh mẽ và quyết tâm cao. Màn trình diễn xuất sắc của Tonali không chỉ giúp tuyển Ý có thêm sức mạnh mà còn khiến huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle phải suy nghĩ lại về việc sử dụng anh nhiều hơn trong các trận đấu sắp tới. Những câu chuyện này cho thấy bóng đá luôn tràn đầy bất ngờ với nhiều niềm vui, nỗi lo và sự trở lại đầy cảm hứng của cầu thủ. Nations League 2024 đang chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý, trong khi các đội tuyển lớn như Ý, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, tuyển Pháp lại gặp khó khăn, đặc biệt là với phong độ của Kylian Mbappe. Tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Lee Carsley cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến thuật mới và sự xuất hiện của các gương mặt trẻ. Bên cạnh đó, chấn thương của cầu thủ quan trọng đang khiến các câu lạc bộ lớn lo lắng. Bạn nghĩ sao về Nations League vừa qua nhỉ? Cũng khá thú vị ấy chứ. Nhất là khi chúng ta so sánh với các giải giao hữu, chất lượng của nó vượt trội hơn hẳn.